Bữa đó là có biên bản nào không? Có biên bản nào đó ta? Đó là biên bản nào à, cái biên nháp đó đó hả? Nó đâu có mọc gì đâu, biên bản gì anh? Ra quy định. Ủa anh có biết điều 8 nghị định 30 năm 2020 không? Tôi nói ra là đi cái biên bản của cảnh sát là không có quy định mọc. Vậy thì mấy anh người to hơn cả ông Nguyễn Xuân Phúc rồi. Ông Nguyễn Xuân Phúc ông ký ngày 5 tháng 3 năm 2020 nghị định 30 điều 8 quy định rõ. Biên bản phải có dấu mọc chứ mấy anh. Không có dấu mọc thì giống như tự nhấn nháp rồi ai có không được. Vậy dựa vào cái gì để anh cho đó là biên bản? Văn bản nhà nước mà không có dấu mọc. Đúng không anh? Cảnh sát xác lập căn đường điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 72C 16941 kéo theo móc biển số 51R25480 rẽ phải tại nơi có biển báo cấm, có nội dung cấm rẽ phải đối với phương tiện. Cấm cái gì? Rẽ phải cấm cái gì? Phương tiện của anh rẽ phải tại nơi có móc cấm. Phương tiện gì? Ủa ngồi có cái đầu kéo. Cái biển là biển có đầu kéo. Cái biển nào anh? Cái biển bữa hôm em cho anh coi đó trên giáo hôm mưa. Hả? Sao anh? Anh có cái biển nào? Anh đưa cái biển nào? Với anh nói biển nào? Hả? Anh nói biển nào? Tôi nói với anh là cái biển anh đưa tôi biển nào, anh đưa lại cho anh. Coi lại. Cái này đó ra mấy anh phải nắm như để tới đây. Tôi với anh ở ngoài đường làm sao tôi nắm được? Tôi ở trong đây tôi nắm được. Anh ở trong đây, anh nói anh ở trong đây làm sao anh ra quyết định xử phạt. Ví dụ, anh nói anh nghe, ví dụ cái tổ công tác ấy ra ngoài đường. Bây giờ nè nó bắt láo đi, bây giờ anh nói anh ấy, nó bắt láo đi. Sao nó lập biên bản rồi, về anh cứ thế anh ký vào, cứ thế anh ra quyết định xử phạt à? Đúng không? Tôi ra quyết định xử phạt, mà nói với trường hợp gì? Anh phải nắm như, anh phải biết cái nào đúng, cái nào sai để anh ra quyết định xử phạt. Tôi phải biết nó nằm ở cái vị trí nào, tôi có nắm chứ anh không biết. Anh lại nói với anh là Mai Chí Thọ để vào đường cao tốc rồi gì? Còn giờ lên đây đúng sai anh kêu tài xế phải cung cấp, phải giải thích. Ủa các anh làm việc theo ý của tài xế à? Đó đây là cái biển báo nào? Đâu? Biển báo này đúng không? Đúng rồi. Biển báo này không có tác dụng đối với xe nào hết. Là sao? Biển báo không có phạt được ai hết đó. Vậy biển báo này ai gắn? Hả? Ai gắn? Nó gắn nhưng mà cảnh sát không có lập đối với anh đến cái biển báo đó. Ủa anh nói chuyện nhỏ, nói chuyện giống nít quá biển trời luôn. Cách giao lộ 100m cho quay biển báo trên đầu cái giá. Cái biển báo trên giá, tên giá lông mô là nó là phù hợp nhất. Không. Đó là phù hợp nhất. Chứ giờ anh nói biển báo thì gắn như vui, anh nói chuyện cơ quan nhà nước mà nói chuyện. Có cấm container. Dạ. Biển báo là cấm xe kéo móc. Đúng rồi. Đúng rồi, chứ đâu có cấm phương tiện của anh đâu. Đúng rồi, vậy bắt em lỗi gì? Cấm của anh là có cấm cách giao lộ 100m, anh ra lại anh coi lại đi. À, không coi lại gì hết. Đó, có giao lộ có cấm 100m. À, anh nói đây bây giờ anh nói biển báo đây, anh nói cho anh nghe luôn nè. Cái đường này anh đi mỗi ngày. Cái biển báo anh nói nó không hợp quy chuẩn 41. Nó cách xa giao lộ tới 200m, đáng ra nó phải là 10m. Mà 200m mà chia cho 10m có phải là nhân lên gấp 20 lần. Thêm phần cái biển báo nó cũng sai quy chuẩn. Cái cột nó cũng sai quy chuẩn. Mà cái gì ta? Cái biểu tượng của chiếc xe container cũng sai quy chuẩn. Rồi, anh có quyền. Đó đúng chưa? Anh có quyền giải trình, anh cứ giải trình đi. Tôi sẽ... Không, em không có giải trình, anh nói anh nghe. Cái này là anh kiện luôn. Cái này là anh kiện luôn, chứ không phải là tố cáo hay là chuyến đại gì. Tôi hướng dẫn, tôi chuyển tiếp cho anh. Đưa biên bản đây, em ký. Anh lấy quyết định số 3. Đưa biên bản đây. Bây giờ ký đâu có giá trị nữa đâu. Đưa biên bản đây, em ký cho. Phải làm biên bản xác minh vụ việc mới được. À, không có rồi, hỏi xác minh gì á, em không. Ký cho. Không, biên bản giờ đâu. Em ký cho, anh cứ ra quyết định số 3 cho em. Biên bản bây giờ không ký được nữa. Chứ giờ anh muốn sao? Làm biên bản xác minh vụ việc đã. Xác minh vụ việc sao? Xác minh vụ việc tại ngoài đó nha. Hỏi anh, em hỏi gì xác minh. Bây giờ anh nói em sai rồi, đưa đây em ký. Đưa đây. Biên bản khỏi cần dấu mộc luôn, ký luôn. Đưa biên bản cho anh. Cái tờ giấy nháp đó anh gọi biên bản đưa đây, ký cho. Anh là to hơn cả thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi. Alo em nha.
Anh ơi, sao làm việc với em lâu quá vậy? Chứ nãy giờ anh cũng làm việc với em hả? Không, chưa làm việc với anh. Đó là làm việc gì? Lạ. Anh Nguyễn Văn Đạt đi một mình ra bắt tài xế, đó là cái lỗi thứ nhất. Cái thứ hai, biên bản không có dấu mộc thì không phải là biên bản. Còn cái anh nói biên bản ấy, thế thì ông Nguyễn Phúc làm cho hề, ký nghị định 30 năm 2020 để làm cái gì? Ký cho vui. Rồi cái biển báo ở trên giá Long Môn thì các anh nói chỉ gắn như vui thôi chứ không có áp dụng. Anh sai quá thì sai. Nói chuyện về việc anh lớn rồi, nói chuyện thích nói gì nói. Mình là người đại diện cho cơ quan nhà nước. Đối với container không bị tác động. Dạ. Cái thông báo trên giá Long Môn đó đối với những phương tiện kéo mót thôi. Cái biển báo ở dưới không biết đứa nít nào nó vẽ bậy bạ lên, cái anh nói là cái biển đó biển cấm container rẻ tài thì. Thôi đưa lên bạ em ký lại em đi về nhà có việc á. Anh có cái biên bản nào có dấu mộc không? Hỏi thiệt. Ví dụ ông Nguyễn Xuân Phúc ổng ký nghị định 30/2020 để làm cái gì? Ngộ ha. Biên bản lập với tài xế cái đem dính nháp ra lập làm chi ta? Ngồi đây không được, cấn cối ai đâu. Không, tôi mời anh đàng hoàng. Anh mời anh đàng hoàng, nhưng em thấy ngồi đây em đâu có cấn cối ai đâu. Ảnh hưởng gì tới anh đâu. Em đang im lặng nè, anh cứ làm việc với người ta đi. Xong rồi tới được em. Này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tài xế. Bây về làm đơn mà nộp tứ hướng làm chạy quýnh giò luôn. Thì anh cứ chờ đi chứ. Làm việc điêu đi quen thân. Hỏi tường trình thì tôi không cần tường trình nữa. Giải thích. Cứ đưa biên bản ra đây tôi ký cho. Ủa, ký từ ngoài đường chứ vô đây sao ký được nữa? Bây giờ anh phải tường trình lý do tại sao ngoài đường anh không ký. Ủa, bây giờ anh nói chuyện nghe nè. Đây nè, em biên bản. Anh Đạt á, anh cướp cái bằng lái của tôi.
anh nói chuyện với người anh lên đây làm việc, anh không có chỉ tay nha. Sao anh, sao anh Đạt, anh sao anh Đạt, anh cướp cái bằng lái của tôi. Cướp thì sao? Có nghĩa là một mình ảnh nè. Chị quay đúng không? Để chờ chút tôi quay cái. Cái sự việc là bây giờ tôi tường trình qua cái video luôn nè. Không, anh biết tường trình ở giấy đi. Không, tôi không. Tại sao cái anh chị không kêu ông Đạt về đây tường trình? Ông Đạt là những cái người sai chứ tôi đâu có sai đâu mà mắc mớ gì bắt tôi phải tường trình. Đúng không? Còn thích biên bản đưa ra đây tôi ký cho. Không, tôi không có tường trình. Tôi không có tường trình, tôi đâu có sai gì đâu bắt tôi tường trình. Anh Đạt có tường trình không đó là việc của anh Đạt. Còn bây giờ anh muốn hợp tác để giải quyết cái này thì anh cứ biết tường trình đi. Đó. Anh không biết tường trình đâu giải quyết được nha. Anh biết tường trình sự việc lý do tại sao mà được anh không ký biên bản ngày đó giờ đó anh thì nãy giờ tôi ra nói là cái đó là tờ giấy nháp, tôi không biết ký. Thì bây giờ anh cứ tường trình vô trong đó. Còn giờ mấy người mà nói cái đó là biên bản á, vậy thì ông Nguyễn Xuân Phúc á, mấy người coi mấy ông Nguyễn Xuân Phúc ra cái gì? Ông Nguyễn Xuân Phúc